kệ rổ xoay đa năng hình tròn xoay 360 độ cao bần là dòng kệ gia dụng thông minh đang được săn đón nhiều nhất trong năm 2021. Với sự lột xác cả về tính năng và thiết kế vẻ ngoài đầy tinh tế đã khiến cho sản phẩm chiếm được lòng yêu mến của khách hàng ngay từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Những sản phẩm kệ gia dụng truyền thống đến thời điểm hiện tại ngày nay đang dường như chưa giải quyết được hết các vấn đề nan giải trong căn bếp hiện đại. Thường khi sử dụng các loại kệ truyền thống, bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để sắp đặt và bảo quản các đồ vật khỏi mối mọt và ẩm mốc. Còn đối với những không loại kệ truyền thống này bởi kích thước kệ thường rất lớn và không thể di chuyển linh động được. Dưới đây Cao Pần xin được hé lộ cho bạn những ưu điểm cực kỳ hấp dẫn của chiếc kệ rổ xoay 360 độ tròn của Cao Pần. Tiết kiệm không gian nhà bếp, kệ xoay có thể sử dụng cực kỳ phù hợp ở mọi ngóc ngách trong căn bếp hay ngôi nhà của bạn. Bạn có thể đặt sản phẩm đứng dựa vào tường để có thể tận dụng được tối đa không gian góc hẹp bị hạn chế trong nhà mình. Một chiếc kệ xoay cực kỳ đa chức năng, kệ xoay tròn 360 độ của Cao Pần là một chiếc kệ đa năng và linh động. Các chức năng chính của kệ như để đựng thực phẩm hoa quả trái cây, chứa đựng thực phẩm nguyên liệu khô dùng trong nấu nướng, đặc biệt bạn cũng có thể sử dụng kệ xoay tròn để đựng các đồ vật dùng trong phòng tắm. Phòng vệ sinh thiết kế cực kỳ an toàn cho người sử dụng, hệ thống giá đỡ và phần lưu trữ thực phẩm có các cạnh bo tròn góc khá an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt là trẻ nhỏ trong nhà, hệ thống kệ xoay xếp tầng bằng bọc quanh bằng lưới thép carbon cực kỳ chất lượng và chắc chắn. Ngoài công dụng giúp thông thoáng khí lưu thông khi đựng thực phẩm, dàn lưới bọc xung quanh kệ còn được phủ một lớp sơn tĩnh điện cực kỳ cao cấp giúp cho sản phẩm luôn được bền chắc và có tuổi thọ cực kỳ lâu dài. Thiết kế bởi nguyên vật liệu cao cấp cấu thành chính từ loại nguyên vật liệu đó chính là được làm từ loại thép carbon cao cấp. Loại chất liệu này khá bền và có khả năng chống chịu lực cực kỳ tốt, với hệ thống trục xoay tròn 360 độ cho phép bạn có thể đóng mở các khớp xoay và kệ được dễ dàng. Dễ dàng đóng mở giá kệ cực kỳ nhanh và gọn gàng chỉ trong vài giây, chiếc kệ xoay tròn có kiểu thiết kế xếp tầng cực kỳ linh hoạt bao gồm 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng giúp bạn có thể chứa đựng được nhiều loại thực phẩm hơn. Đối với loại 3 tầng thì bạn có thể dùng cho nhà tắm để đựng các loại phụ kiện. Phụ phẩm nhà tắm, còn đối với các loại nhiều tầng hơn thì bạn nên sử dụng cho việc đựng các loại nguyên liệu. Thực phẩm dùng trong nấu nướng hoặc các thực phẩm khô ăn uống hàng ngày, bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về kệ xoay đa năng Nhật Bản Cao Pần. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như kệ xoay đa năng Nhật Bản Cao Pần giá bao nhiêu tiền. Kệ xoay đa năng Nhật Bản Cao Pần mua ở đâu? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích kệ xoay đa năng Nhật Bản cao pần giá bao nhiêu tiền. Thời điểm mới tung ra thị trường kệ xoay đa năng Nhật Bản cao pần có giá lên tới 950.000 đồng. Nhưng bạn đừng lo lắng, trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 835.000 đồng. So với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả hàng nhái khi khách hàng sử dụng và trách mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn dễ thương quan tâm đến người mua hàng sau khi đặt hàng xong bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức kệ xoay đa năng nhật bản cao pần mua ở đâu bạn nên đặt mua kệ xoay đa năng nhật bản cao pần trực tiếp từ website nhà sản xuất đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm kệ xoay đa năng nhật bản caopan. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được kệ xoay đa năng Nhật Bản cao phần chính hãng. Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của kệ xoay đa năng Nhật Bản cao phần để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.